Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh khô, đêm và sáng sớm trời xe lạnh. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến dao động trong ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ C, độ ẩm từ 45 cho đến 65%. Dự báo đêm nay và ngày mai 27 tháng 10, khu vực tỉnh sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu dần, ngày 27 tháng 10 được tăng cường nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến sẽ nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, đêm và sáng sớm trời xe lạnh, nên nhiệt độ giảm còn độ ẩm ít có sự thay đổi. Thưa quý vị, những ngày này thời tiết xe lạnh kèm theo độ ẩm trong không khí giảm xuống khá thấp. Để bảo vệ cơ thể thì quý vị lưu ý uống đủ từ 2 cho đến 2,5 lít nước mỗi ngày. Đây là một trong những việc quan trọng để cung cấp độ ẩm cho làn da. Tuy nhiên, quý vị và các bạn không nên uống nước ngọt có ga mà nên bổ sung nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội. Bên cạnh đó thì cần bổ sung thêm rau củ, trái cây như là đậu bơ, chuối vào chế độ dinh dưỡng vì đây là những loại rau củ quả giàu vitamin vừa làm đẹp da vừa tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bản tin ngày hôm nay sẽ được chuyển sang phần dự báo chi tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 19 cho đến 29 độ C. Vùng đồi trung du đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ với nền nhiệt từ 20 cho đến 29 độ C. Còn vùng đồng bằng trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 cho đến 29 độ C. Còn bây giờ như thường lệ là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.